Chúng ta được yêu cầu dựng một góc 10 độ và được cho một thước đo độ. Đầu tiên, chúng ta hãy đặt tâm thước đo độ trùng với đỉnh của góc. Tiếp theo, đặt một cạnh ở vạch số 0. Cạnh còn lại ở vạch 10 độ. Hãy kiểm tra đáp án nào? Bạn hãy chú ý xem góc chúng ta đo là gì và hãy nhớ đặt một cạnh của góc trùng với vạch không của thức đo góc. Hãy làm thêm một bài nữa. Dựng góc 155 độ. Góc này là một góc tù. Một lần nữa, ta đặt tâm của thước tại đỉnh của góc. Bây giờ hãy đặt một cạnh ở vạch không, cạnh còn lại đặt tại vạch 155. Chúng ta đã hoàn thành bài.